Chào mọi người, chào mọi người quay lại với kênh của nhà Nguyễn Ngọc và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người là mình nên mua cái dòng máy làm sữa hạt mini nào khi mà mình sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình, đem lên văn phòng và đem theo đi du lịch mọi người nha. Trước khi đi vào chủ đề ngày hôm nay, rất là mong là mọi người sẽ ủng hộ những cái sản phẩm mà bên nhà Nguyễn Ngọc cung cấp bao gồm máy ép chậm, máy làm sữa hạt, nồi chiên không dầu và nồi chiên hơi nước tại Facebook nhà Nguyễn Ngọc website nhà nguyễn ngọc.com và zalo mình đã để bên góc trái và đừng quên subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất nha à, thật ra mình bắt đầu cung cấp cái sản phẩm máy làm sữa hạt mini là từ một chiếc máy đó chính là máy uni mb08 lúc đó thì mình nghĩ là chiếc máy này sẽ không được làm khách hàng đâu vì nó nhỏ quá nó chỉ có 600ml thôi và uh, xay thì nó cũng không có cực miệng bằng khi mà khi mà xay ấy, cái lưỡi xay nó sẽ nhỏ hơn những cái máy xay lớn. Cho nên lúc nào mình cũng khuyến khích khách hàng là nên mua những cái máy lớn hết uh, Dung tích nó lên tới 1.75 lít và xay cực kỳ miệng. Lưỡi dao lớn giống như là máy làm sữa hạt tabu hôi vậy đó. Phù hợp cho gia đình từ 3 đến 4 người luôn uống, tha hồ và để trong tủ lạnh. Nhưng mà máy mini nó có một cái đặc điểm và một cái lợi ích rất là được khách hàng ưa chuộng chính là dễ đem đi đến tất cả mọi nơi nó giống như là một cái bình một cái ca giữ nhiệt vậy đó mọi người à, mọi người có thể đem theo du lịch đem theo lên văn phòng nó nhỏ gọn nữa đem nó không không có nặng cái khối lượng của nó thì nó sẽ dao động tầm từ một ký ba cho tới một ký rưỡi thôi ha rất là gọn nhẹ và dễ sử dụng và với cái à, kích thước này À, lưỡi dao nhỏ và cái công suất từ 600W cho tới 800W thì nó không có quá ồn so với máy lớn Chính vì nó không quá ồn cho nên là nó vẫn còn cận Cho nên uống là phải rây lại một xíu à, Nếu mà ai thích uống cận à, Cái cận đậu, cận hạt á, thì không sao Còn ai mà thích uống miệng luôn á, thì phải rây lại Nên hơi cực cái công đoạn rây thôi Còn với máy lớn thì mình không cần rây Máy Unia, một UMB08 mình thích cái thứ nhất là về à, Nó tròn, ha, nó gọn và công suất của nó là 600W màu của nó cũng khá là lạ nữa à, giá giá là 1 triệu 750 ngàn và khi mà mình cung cấp tới khách hàng với cái tư vấn như ban đầu của mình hả à, mặt lợi và mặt nhược điểm của sản phẩm thì à, khách hàng họ đồng ý và khi họ mua về họ sử dụng mà tới thời điểm này họ vẫn rất hài lòng nhưng mà thông thường thì cái thời gian bảo hành của máy Unio MB08 chỉ có 12 tháng thôi. Mình cảm thấy là nó hơi nó hơi ngắn và với cái công suất này thì mình vẫn chưa hài lòng một chút xíu nhưng mà ngay khi cái máy làm sữa hạt dingo ra mắt thì mình rất là vui vẻ để giới thiệu tới khách hàng thứ nhất là cái kiểu dáng của máy dingo đẹp hơn nhìn nó thanh thoát hơn nè và máy dingo là hiện tại thì mình thấy là cái dòng máy làm sữa hạt mini duy nhất trên thị trường mà tách giữa cái cối làm sữa hạt với lại cái đế động cơ ở phía dưới ha tách ra làm hai được và cái việc mà tách ra làm hai như thế này rất là dễ và tiện dụng để cho bên kỹ thuật mà sau này lỡ máy sử dụng một thời gian mà nó gặp vấn đề gì đó thì rất là dễ sửa chữa cho khách hàng cho nên là hiện tại với cái ưu điểm về thiết kế như vậy mình rất là ưu tiên tư vấn máy dingo đến và giới thiệu đến cho những người khách hàng quan tâm máy đẹp hơn ha có hai màu là màu xanh và màu đỏ là về thiết kế làm cho cái căn bếp của mình nổi bật hơn và cái mà mà công suất nó lớn hơn là 800W, nó sẽ làm cho cho đậu được mịn hơn so với Uni b 08 Đơn giản là tại vì một máy cả hai máy cùng đều cùng dung tích là 600ml mà cái công suất của máy này là 600, công suất của máy này là 800W thì tất nhiên máy tăng trăm hết phải mạnh hơn rồi. Cái đó là sự thật. Ở đây mình không có chê cái máy này khen cái máy kia hay khen cái máy nọ là chê cái máy nửa nửa thì không có mà mọi người thấy rõ ràng không? Cả hai cùng dung tích một bên công suất mạnh hơn, chắc chắn là bên này mịn hơn. Đúng không? Cái đó là tính chất kỹ thuật rồi, chứ nó không có gọi là tăng bốc hay là gì hết. Và tính năng của uh, máy uh, Dingo nó cũng nhiều hơn là 20 23 tính năng. Và cái việc mà chọn uh, máy làm sữa hạt mini á, nhưng mà chúng ta có nhiều cái tính năng như vậy. Nó sẽ tiện dụng rất là nhiều, hỗ trợ cho chúng ta nấu được cháo, nấu được súp, hầm rồi này kia sẽ có một số người thắc mắc là cái tính năng hầm của cái máy làm sữa hạt để làm gì ai đâu mà rảnh bỏ thịt vô trong đó hầm nhưng mà không phải mọi người ơi cái tính năng hầm của máy làm sữa hạt á nó sẽ để dành cho một số những cái loại nguyên liệu hạt mà nếu mà mọi người không muốn nấu canh hay nấu súp gì đó nhưng mà cái tính năng chính khi mà áp dụng vào á là để mọi người hầm những cái loại hạt mà nó bọt nhiều rồi nó cứng thì nó cứng hơn một xíu những cái loại hạt mà mình nghĩ là xong cái trong danh sách đậu này kia mình không biết một vô tình một ngày nào đó các bạn phát hiện hoặc là các bạn mua một cái loại đậu gì đó mà nó quá cứng hoặc là một cái loại hạt đó mà nó quá cứng thì ngâm thôi vẫn chưa đủ để khiến cho nó mềm mọi người lo lắng và mọi người muốn là đảm bảo cho nó mềm trước khi mà sợ là trong 26 phút thì máy nó sẽ không đủ để nghiền cái hạt này mịn nha cái hạt này cái độ cứng nó hơi cao thì mọi người sẽ mà cái chế độ hầm lên để cho cái cái hạt hoặc cái đậu đó nó mềm một phần nữa là cái chế độ hầm này nó sẽ hỗ trợ dành cho những cái loại hạt mà nó bọt nhiều giống như là đậu xanh với là hạt sen là hai cái nguyên liệu này là nó là trùm bọt luôn nha mọi người nó là vua của bọt luôn á cho nên là nấu là sẽ nấu với nguyên liệu khác thì không sao nhưng mà mọi người nấu sữa với hạt này mọi người sẽ lâu sẽ thấy có một xíu cái cái bọt mà nó nổi lên trên nắp á không phải là nó trạo hết ra ngoài rồi ướt máy không phải nhưng mà Máy nó sẽ chống trào để giảm cái lượng bọt lại Thì vẫn còn một xíu cái lượng bọt nó trồi lên trên cái nắp Cái lỗ thoát hơi của máy giống như mọi người nấu cơm Mà nó lâu lâu nó bị xì bọt ra vậy đó Thì để làm giảm cái tình trạng này và để cho mọi người đỡ bất tiện Thì mọi người sẽ bật cái chế độ hầm lên trước Xong sau đó là mình sẽ à, chuyển qua cái chế độ sữa không nấu Và mình nấu thì nó sẽ à, hay hơn và nó sẽ làm giảm cái lượng bọt hơn Tất nhiên là cái chất lượng sữa ra vẫn như nhau Không có gì khác biệt hết À, thì cái đó là một cái tips một cái mẹo để mà mình hướng dẫn cho mọi người khi mà mọi người sử dụng máy làm sữa hạt ngoài ra là khi mua máy làm sữa hạt mini ấy, thì mọi người sẽ lưu ý về cái cái uh, thời gian bảo hành và thời gian đổi trả nha à, thường những cái thiết bị gia dụng lúc nào cũng vậy khi mà chúng ta mua thì à, hay có một câu là sử dụng qua khỏi cái gọi là cái khoảng thời gian đó thì đảm bảo là cái máy nó sẽ rất là trâu và nó khó hư trừ khi là chúng ta sử dụng sai cách như bên mình bán máy Ringo hoặc cả máy Unil mà B08 cũng vậy Đều có từ 7 ngày đến 10 ngày là trong cái thời gian đó mà máy đem về mà có trục trặc gì là mình đổi mới cho mọi người liền à, Free ship hai chiều chứ không có à, mua xong rồi hư rồi là chuyển qua chế độ hành là không có Trong 10 ngày đầu sẽ có cái chế độ đổi mới cho mọi người nếu mà gặp vấn đề xảy ra Thì à, máy móc nào cũng vậy à, Ngoài cái đó, ngoài cái chế độ đổi mới cho máy thì còn phải thêm cái chế độ là Bảo hành thì máy Dingo là bảo hành 2 năm, máy Uni UMB08 là 1 năm à, Đủ để thấy được cái độ bền của máy Dingo Nhưng mà có một cái là mình thấy là Dingo hơi thua một xíu so với những cái dòng máy mini Và à, máy Uni UMB08 là cái giá của nó hơi cao Cái giá nó là 2 triệu 490 ngàn Và đây là một cái sản phẩm hoàn toàn mới toanh mình sẽ bán chính xác cái giá này chắc là sẽ khó có khuyến mãi đó tại vì sản phẩm này đang rất là hot hot hàng lắm người ta đang rất là ưng và người ta mua rất là nhiều luôn vì nó hot nên là ít khuyến mãi lắm cho nên mình nghĩ là mọi người nên mua đi sợ là, là tới lúc mọi người muốn mua thì nó lại cháy hàng không còn hàng nữa chứ đừng nói là có khuyến mãi khi mà cái giá như vậy á so với Unil mà bảy tám là một triệu bảy trăm năm á thì mình thấy là cái giá này hợp lý ha tính năng nó nhiều hơn công suất nó lớn hơn và cái đế động cơ nó rời nữa Uh, nó còn có thể mua thêm một cái bộ là cái bộ ấm pha trà đi cùng có bộ ấm trà nữa thì dingo là hai triệu chín trăm sáu mươi ngàn cho nên nếu là cái cách chọn máy làm sữa hạt mini thì thứ nhất là uh, xem thử xem cái máy xay nó có mịn không À một cái tính chất nữa của máy làm sữa hạt mini là mọi người nên mua những cái loại mà nó có cái lưỡi xay ở phía dưới nha mình thấy có một số dòng máy mình không tiện nêu tên là cái lưỡi xay nó là một cái cái thanh đi xuống xong rồi có lưỡi xay ở phía dưới như thế này nè mình cảm giác là nó rất là mong manh và dễ vỡ đó, mà mọi người thường mọi người để ý đi những cái máy xay sinh tố này kia lúc nào người ta cũng để cái lưỡi xay ở phía dưới đó còn những cái máy xay cầm tay người ta mới khi mà do cái tính chất nấu ăn người ta mới cầm người ta chọc vào trong cái cái món ăn của mình để mà xay cho nó dễ nhưng mà à, mọi người biết không những cái máy xay cầm tay như vậy thường xay không có miệng có nghĩa là nó chỉ làm À, gọi là xay để cho nó không theo cái kích thước cái kích cỡ nó lớn như mình muốn thôi chứ còn mịn thì nó không có mịn. Và những cái máy xay mịn thì lúc nào cái cái um, lưỡi xay nó cũng nằm ở phía dưới, cái đáy cối đó. Nên mua những cái loại mà có cái lưỡi xay ở phía dưới đáy cối và uh, lòng máy là bằng inox 304 hết để an toàn cho sức khỏe và được sử dụng bền nó không có bị rỉ sét. Uhm, thứ nhất là về thương hiệu, thứ hai là về bảo hành, ba là chế độ đổi trả và thứ tư là À, công suất thì nên mua trong tầm 600W tới 800W Vật liệu bên trong lòng là bằng inox 304 Và cuối cùng là cái chế độ nấu sữa thì sẽ có nấu sữa không nấu và sữa không nấu và sữa nấu thẩm mộc cũng như là một số chế độ sữa bắp hay là nấu cháo này kia đa dạng một xíu để cho mình dễ sử dụng và mình đa dạng được cái ứng dụng của mình đối với máy thì uh, hy vọng là uh, qua cái video clip này thì những ai mà đang quan tâm về máy làm sữa hạt mini thì đã uh, được mình gợi ý hai cái chiếc máy làm sữa hạt mà bên mình đang cung cấp thì mình nghĩ là nó cũng khá là được lòng rất là nhiều khách hàng ở trên thị trường uh, thì ai mà cần tư vấn và mua cái dòng máy này để đem lên văn phòng sử dụng nè ha đem theo đi du lịch hoặc là đem theo về quê trong cái đợt Tết này trong những cái ngày nghỉ lễ để mình sử dụng cho gia đình và cho con mình uống nó dễ mà những cái vùng quê nhiều khi người ta không có bán nhiều đồ ăn vặt để cho mình mua uống hoặc là trẻ em sử dụng trẻ em dùng những cái món sữa ngon thơm thì mình nên mua đem theo hy vọng là video này sẽ giúp ích cho mọi người và cảm ơn mọi người đã xem hết video chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người video sau mọi người nhé bye bye